Thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó trong phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, hơn một tuần qua, toàn hệ thống chính trị phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đã tập trung nỗ lực cao nhất trong công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Cùng với việc tuyên truyền nhắc nhở người dân không đi ra đường, phường Khuê Mỹ đã thiết lập hàng chục chốt cứng, chốt mềm với sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng phường, còn tại các chốt ra vào khu dân cư do thành viên tổ COVID-19 cộng đồng chốt trực. Đặc biệt tại các khu phong tỏa cách ly y tế, lực lượng công an, dân quân, dân phòng túc trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ không cho người ra vào khu vực có nguy cơ cao. Phối hợp với là lực lượng dân quân và bảo vệ dân phố tiến hành bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực cách ly, phong tỏa và giám sát không cho người dân đi ra khỏi nhà, và đồng thời là bảo vệ tài sản đối với những hộ mà đã đưa đi cách ly hoàn toàn. Để người dân yên tâm ở nhà, phường Khuê Mỹ rất quan tâm đến việc cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm. Phường đã tiếp nhận 58 tấn rau củ và 1.435 suất quà từ quận, phân phối và của các mạnh thường quân. Ngay lập tức, các lực lượng tất bật không quản ngày đêm phân chia, vận chuyển đến các tổ dân phố để kịp thời hỗ trợ đến người dân. Bên cạnh đó, các tổ cung ứng cộng đồng đã làm tốt việc mua hàng thiết yếu, giúp nhân dân trong thời gian giãn cách. Các cái thông tin liên quan đến đời sống của người dân được tiếp nhận qua điện thoại, qua Facebook, qua Zalo. Những cái vướng mắc tồn tại từ lớn đến nhỏ thì cũng đã giải quyết được kịp thời, rốt ráo, đảm bảo không có trường hợp thiếu lương thực, thiếu đói xảy ra trên địa bàn phường. Với mục tiêu nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng, gần 10 ngày qua phường đã tổ chức 3 đợt lấy mẫu xét nghiệm cho 100% đại diện hộ gia đình, qua đó phát hiện 1 ca dương tính trong cộng đồng, nâng tổng số hiện nay của phường lên 44 ca F0. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch. Với những biện pháp quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hy vọng phường Khuê Mỹ sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.